Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Thái đã vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước trong việc chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới, đồng thời thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy về kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết.